chuyện ngắn nam cao mua nhà. Anh Kim, buổi tối hôm ấy, sau khi đưa các anh ra thuyền trở về Nam, tôi bực tức vô cùng. Tôi bực tức với tôi, tôi đầy nghiến tôi trong một phút cao hứng quá, đã mời các anh về nhà. Anh đừng giận, anh Kim ạ, à, tôi hiểu lắm, chúng ta biết nhau không phải vì một bộ quần áo may khéo, một đôi giày đúng kiểu, một cái xe hơi tốt máy. Chúng ta biết nhau vì cái khác, chúng ta mến nhau vì cái khác chúng ta đánh giá nhau cũng ở chỗ khác đâu cũng phải ở cái chỗ nhà to hay bé cổ nhân chê kẻ sĩ mà còn lấy sự cơm ăn không được ngon áo mặc không được lành làm nhục người quân tử có thể phải uống nước lã khoanh tay dưới đầu làm gối mà không tùi tôi cũng hiểu vậy mà tôi cứ hậm hực mãi với tôi vì cái lẽ đã để mấy người bạn trông thấy cái cảnh bần bách của tôi như thế chẳng hóa ra tôi là người nhỏ nhen vâng thì tôi là người nhỏ nhen nhưng các anh phải xét cho tôi chỗ này đến nhà các anh, tôi ngồi trên những cây ghế kiểu mới, có nệm êm, có vách tựa rất cao, ngồi vào đấy, sự nghỉ ngơi của thân thể hoàn toàn lắm. Đến nhà anh Đề, chúng ta ngồi trên những chiếc ghế tàu nạm đá vân. Đến nhà anh Phùng, chúng ta có những bàn ghế bằng gụ khảm sa cư. Đến nhà anh Minh, chúng ta nằm nghỉ ngơi trên những chiếc giường Tây. Cùng lắm đến nhà bác Lý, chúng ta cũng có thể trải chiếu hoa trên hè gạch để trông trăng. Nhưng đến nhà tôi các anh phải cúi lom khom người để chui vào một cái lều tối om om on. nền nhà bằng đất nên âm ẩm dưới chân một mùi mốc khăng khẳng làm các anh nhăn mũi đứa con lớn của tôi đau bụng thổ từ đêm nằm trên cái võng nhuộm màu nâu căng từ đầu nhà nọ đến đầu nhà kia chắn cả lối đi nó mặc một cái quần một cái áo bằng thứ vải mà con sen nhà các anh cũng không thèm mặc dưới nó là một vũng bùn to tướng mặt tôi đã đỏ bừng và khi anh lại gần con tôi Cúi xuống để hỏi Han thì chỉ thiếu một chút nữa là khóc. Không, anh Kim ạ, à? anh tốt lắm, tay anh nắm lấy tay con tôi không một chút rụt rè. Anh đã khen cháu trông ngoan, anh đã hỏi bằng những câu rất dịu dàng, lòng chắc ẩn đối với một người bạn khổ đã giúp anh có những cử chỉ rất tự nhiên. Như nghề nghiệp của chúng ta đã luyện chúng ta thành những người nhận xét rất tinh. Dù chỉ một cây run nhẹ của hàng mi, một chút ngập ngừng rất thoáng nhanh trên một ngón tay một ngượng nhỏ trên nét mặt vô cùng bình tĩnh thì con mắt thấu suốt của chúng ta cũng không bỏ sót anh đừng chối anh kim ạ chúng ta phải là những người bạo nói tôi biết lắm tôi biết sau khi anh nắm bàn tay cháu anh thầm ước một chậu nước sạch và một miếng xà phòng để rửa tay giá dạ, anh cứ nói ra thì cũng được tôi sẽ cho sự ấy là tự nhiên lắm lắm nhưng anh cố nhìn anh nhìn gian nhà mà bảo tôi cái nhà này còn tốt đấy chứ nhà có bốn năm người ở thế này rộng chán, tôi biết trả lời anh sao được. Tôi chỉ cười, tôi còn đang bận thu xếp chỗ, vợ tôi còn phải ấm con bé cháu sang nằm nhờ hàng xóm. Tôi vắt cái màn ở giường ngủ lên, bốn người trong chúng ta ngồi, còn hai người nữa thì đứng cho mát, bởi chẳng còn biết ngồi vào đâu cho hết. Cũng may, trời tạnh giáo, lúc ăn cơm, chúng ta có thể ra sân, trải chiếu trên mặt đất. Các anh tháo giày ra, cởi quần tây để ngồi xếp bằng có làm quái gì cái vật ấy chúng ta ăn vẫn ngon là được sự cố gắng ấy do lòng quý bạn các anh muốn cho tôi nghĩ thế tôi cũng bắt tôi nghĩ thế nhưng không được suốt đêm ấy tôi đã thức để mà hành tội tôi sao 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 tôi còn phải khổ với tôi lâu lắm bởi biết đến bao giờ tôi mới có thể làm một cái nhà khác rộng rãi và sạch sẽ hơn một chút tôi làm việc ghê gớm lắm tôi giết dần tôi đi để kiếm tiền nhưng sức người ta chỉ có chừng mà giá che gỗ bây giờ thì tăng lên vô hạn, nó tăng từ tháng này qua tháng khác. Cái đích của tôi thành cứ lùi xa mãi, tôi dự định độ 200 đã không đủ nữa, phải 300 là ít, vay nợ lại thì tôi không dám, đời tôi, đã nhiều phen vay nợ lãi, ngay bây giờ, tháng tháng lãi nợ cũng còn muốn mất quá nửa số tiền tôi kiếm được. Nợ nó đẻ ra ao chóng lắm, vay liều thì chết, nhưng một tai nạn đã xảy ra, ấy là trận bão, tận lúc đã sang tháng 9 nó xảy ra bất ngờ, vợ chồng chúng tôi phải xông pha mưa gió, bế con đi. Chúng tôi đưa các cháu đi tìm chỗ ẩn, lưng tôi cõng đứa con lớn, vừa ốm dậy, tay tôi cầm một con dao, nhà tôi ẵm đứa con nhỏ theo sau, gió thổi siêu người, mưa như những cây roi quất xuống đầu, xuống mặt chúng tôi túi bụi. Tôi phải chém những cành tre ngã xuống đường để phá một lối đi. Gai ở dưới chân, gai ở hai bên, gai từ trên chĩa xuống chúng tôi phải nhắm mắt lại mà đi phứa người lạnh giá chân tay tê dại gai cắm vào chân gai cào rách vai rách má chúng tôi cũng không còn biết nữa chúng tôi đi quên chết nhà tôi chúi người đi năm sáu lượt đến nhà ông nhạc tôi thì chúng tôi kiệt sức con gái tôi sám ngắt nhà tôi không còn nói được nữa tôi cũng thế cũng may mà sẵn lửa chúng tôi ngồi sưởi trong khi ấy hai ông bà ngoại ủ ấp và hơ cho hai cháu một lúc lâu, chúng tôi sưởi hoàn hồn. Chúng tôi phải trú lại nhà ông nhạc tôi một ngày một đêm. Sáng hôm sau, gió ngớt, gửi hai cháu lại, vợ chồng tôi về nhà. Cái nhà bị ụp rồi, nó nằm ụp xuống, như một người già khuỵu gối, khó lòng mà còn bắt nó đứng lên được nữa. Sức nhà tre, mấy nà, cái này đã lão, nó đã qua tay ba chủ. Tôi là bốn, chỉ có gió to, nó đã có huyền đổ lắm huống hồ gặp bão nó trung thành với tôi được đến bây giờ, kể cũng đã là tận tâm tận lực. Tôi không nên ép nữa, tôi biết thế, nhưng biết làm sao được, có những ông bố, những bà mẹ lụ khủ, chỉ vì thương con nghèo quá không chạy được tiền chôn cất mà không nỡ chết. Cái nhà của tôi sao nó không nghĩ thế, nó sụp đổ vào lúc này, thật đã làm khổ tôi. Vợ tôi phát khóc, tôi cũng ứa nước mắt, tôi thương tiếc cái nhà của tôi như người ta thương tiếc một người vợ bị lâu ngày hắt hùi ấy là nói cho văn vẻ thật ra tôi chỉ thương tôi tôi bỗng nhiên thành ra không nhà không những thế vườn của tôi bị tàn phá hết bao nhiêu tiền của bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra chăm chút cho giàn trầu bụi mía thôi thế là mất toi không có cái khổ nào vô ích hẳn sau mấy ngày ngao ngán tôi lại phải an ủi nhau như vậy bởi đằng nào tôi cũng còn phải sống đằng nào tôi cũng còn cần có phải nhà để ở vậy thì tôi không thể giàn dỗi với ông rời được Ông rời không sợ ai giàn rỗi Tôi gượng cười, tôi bảo vợ tôi thế này, thôi mình ạ. À, cái nhà của ta đổ đi cũng phải. Nếu không đổ, bao giờ ta mới làm nhà khác? Ta đã do dự mãi, bây giờ ta không còn phải so kè nữa. Lẽ đương nhiên mà như vậy, không làm nhà không được. Vậy thì chẳng còn phải nghĩ. Chúng tôi tính việc mua tre, mua nứa và thuê thợ. Không có tiền thì vay nợ lãi. Không vay không được, thì vay cũng không ân hận. Rồi tôi cố làm việc hơn trước nữa, tôi sẽ giết tôi nhanh hơn trước nữa, trước sau thì cũng chết, ai cũng chết, mà ai cũng chỉ chết một lần mà thôi, sống sẻn so làm gì, tôi nghĩ liều, nhưng sau một trận bão, không thiếu gì người phải nghĩ liều như tôi. Cũng vì thế mà tôi đã mua được một cái nhà rẻ quá, anh Kim ạ, à? một cái nhà gỗ, có 300 bạc, giá phải, thì 500, may cho tôi lắm thì tôi tính, làm nhà tre bây giờ cũng tốn 200 đồng. Kẻ bán nhà là một kẻ nhiều công nợ. Anh ta quá vợ, anh ta phải nuôi hai đứa con thơ dại. Anh ta lại mới thua sóc đĩa ba, bốn canh mất tất cả đến 200 đồng bạc. Nợ người ta đòi rát quá, trông vào mấy xào mía để bán đi trang trải thì mía đã bị bão làm tong cả. Anh ta tìm tôi và bảo tôi thế này, tôi nghe nói, chú định làm nhà. Làm nhà tre bây giờ cũng phải 200 đồng bạc. Chú cố gắng lên chút nữa, tôi để cái nhà gỗ nhà tôi cho. Bao nhiêu thì bác bán? 300, đúng, cái giá này hơi lắm. Thấy bảo hắn thật thà, tôi ái ngại. Tôi hỏi hắn, bác bán đi làm gì? Chẳng làm gì sốt, tôi chót thua cay quá. Chết thì chết, tôi cũng còn phải gỡ. Trường vốn thì dễ gỡ. Tôi bán cái nhà, lấy vài trăm đồng để gỡ vài canh, xem thế nào. À, nếu vậy thì tôi chưa lấy chi làm liều vay nợ lãi mà mua nhà là một cái liều bắt buộc bán nhà để gỡ bạc mới là một cái liều thục mạng đã liều thì phải chết chẳng chết vì tay tôi thì chết vì tay người khác dù vậy tôi cũng chưa nỡ cầm dao đâm hắn thành thực hay giả trá tôi đã can kẻ liều lĩnh kia tôi tưởng bác không muốn ở nhà hoặc cần tiền buôn bán thì mới bán nhà chứ nếu chỉ bán để đi đánh bạc thôi thì tôi can bác vào chiếu bạc khó mà biết trước tôi chỉ sợ gỡ ra chẳng được bác lại bậm mãi vào thì sao không có lý nào như vậy trước tôi thua chỉ vì ít vốn không dám đuổi trường vốn không đời nào thua chú lấy dùm được là phần nhất bởi vì tôi biết tiền chú sẵn có thể xếp cho tôi chóng vánh nếu như không muốn lấy thì tôi để cho người khác tôi ngẫm nghĩ hắn đã muốn chết thì cho hắn chết tôi có quyền gì mà cấm hắn hắn không bán cho tôi thì bán cho người khác tôi để lỡ một dịp tốt là tôi ngu. vậy thì tôi mua cái nhà, tôi chạy ngược chạy xuôi, chỗ thì lãi 5 phân, chỗ thì lãi 6 phân, cùng quá, 8 phân cũng lấy liều, chỉ hôm sau là tôi đã có đủ 300 bạc, đôi bên làm giấy mã xong xuôi, tôi trao tiền cho hắn, vợ tôi đi mượn thợ để ngày mai dỡ nhà, chưa có thợ, sau ngày bão, thợ làm nhà bận lắm, cái nhà ba bốn hôm sau vẫn chưa dỡ được. Một người bà con với tôi một buổi tối đến nhà ông nhạc tôi mà bảo tôi, anh nên liệu dỡ phát về. 300 bạc của anh, nó nướng hết cả rồi, vừa ở nhà ra chúng nó biết nó có một số tiền to, chúng nó đã thịt cu cậu hơn trăm bạc. Cu cậu còn nhiều nợ lắm, vườn cũng cố mất rồi, nếu anh không dỡ nhà ngay, nó thua quá, đi đâu mất sợ lôi thôi cho mình. Có thể, nếu tôi chậm dỡ, sợ người khác hớt tay trên, đã đành rằng mình mua bán có làm văn tử nhưng tiền tôi đã cạn, không lẽ lúc ấy còn kiện nhau, vậy tôi phải cố thuê cho được thợ, chỉ ngày mai là dỡ luôn. Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà hắn thì thấy hắn đang nằm thường trên một cái giường tre, chiếu rách và bẩn thỉu. Đứa bé ngồi ngay dưới đất ôm lấy cái chân giường, rên. Nó đau bụng từ sáng sớm, đứa con lớn vừa cạo nhậu vừa đấm lưng em thùm thụp. Tôi chào hắn, hắn khẽ hé môi đáp lại chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu như hai kẻ thù nhìn nhau. Sao lại thế, tôi không dám nhìn lâu hai đứa con của hắn. Hình như tôi thẹn với lòng tôi thế nào. Tôi nhìn xuống đất mà bảo hắn, bác làm ơn cho tôi dọn đồ đạc để cho người ta dỡ. Hắn cười chua chát, đồ đạc thì có gì mà dọn. Chỉ có một cái giường này, cứ quang bố nó ra ngoài kia cho tôi, rồi dỡ đi. Hắn đứng dậy mà bảo con, chúng mày cũng đứng lên. Sang nhà bác Vi nằm nhờ, con chị phải quát, gắt gỏng với em một lúc. Hai đứa mới lếch thách cõng được nhau sang nhà bác Vi. Vẫn một đứa lạo bà lạo bảo, một đứa hoàn hoại rên la. Thở trèo lên mái, giữa danh quăng xuống. Tôi ngồi ở sân, trông họ. Một lúc sau, chẳng biết đã gửi em cho ai được. Đứa con gái lân la gần tôi, xem giữa nhà. Tôi có dịp trông gần nó. Nó gầy ốm quá, cổ tay, cổ trách chỉ con con. Mặt trao trao, quần áo rách lượt thượt răng của nó cứ nghe ra một cách thương hại lắm tự nhiên tôi ngán ngẩm tôi thở dài một tiếng rồi tôi bột mồm hỏi nó từ sáng tới giờ em đã có gì ăn chưa nó không đáp chỉ lắc đầu uể oải hình như nó đang bận nghĩ ngợi điều gì mắt nó nheo lại cái mặt nó cứ cau cau có lẽ chỉ vì nắng quáng nhưng tôi thấy nó có vẻ thù ghét tôi lắm tôi nhắc thầm trong trí ta không mua thì người khác những mè Rùi đã xong rồi người thợ mộc bắt đầu tháo gỗ, tiếng rủi đục kêu chan chát, những tiếng rắn chắc vang lên, lộ óc, tôi thấy con bé bừng mắt, nó không nghe răng ra nữa, đôi môi nó bụm lại, hai má nó phình ra một chút, cứ thế, nó chẳng nói chẳng rằng, chạy bình bịch sang nhà hàng xóm. Nó định làm gì vậy? Lòng tôi thắc mắc nỗi lo không rõ rệt. Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ, mẹ ơi. Tim tôi động một cái giống như bước hụt rồi nó đập loạn choạng. Tôi hơi lảo đảo, bây giờ thì tôi không lẩn trốn những ý nghĩ của tôi được nữa. Tôi ác quá, tôi ác quá, tôi phải thú với tôi nhiều rồi. Phải, tôi ác quá, anh Kim nhỉ, rồi đây, hối hận sẽ tỏa một bóng đen vào trong cái nhà mới của tôi, rộng rãi và sạch sẽ hơn cái trước. Những chiều đông lạnh lẽo, một con thạch sùng nấp trên một cây xà ngang, sẽ tặc lưỡi nhắc cho tôi biết, tôi ác quá. Tôi ác quá, nhưng mà thôi anh Kim ạ, nghĩ ngợi làm gì nữa. Ở cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở. Đâu phải tôi muốn tệ, nhưng biết làm sao được. Ai bảo đời cứ khát khe vậy. Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh Youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.